Chào các bạn, đây là chân dung chiếc ghế mà khiến cho một người chưa từng có ý định mua ghế công thái học như mình lại có thể rút hầu bao ra để mua nó. Thì các bạn sẽ biết rằng là sức hút của nó đến như thế nào. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình unbox cũng như là trên tay nhanh chiếc ghế công thái học Hyperwork này với mức giá là 4 triệu để xem là nó có thực sự xứng đáng với giá tiền hay không và lý do tại sao mình lại chọn em nó nhá. Và sản phẩm này thì đang được bán tại cửa hàng Thinkful với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video nhá. Bên cạnh đó thì Thinkful cũng đang có chương trình khuyến mãi dành cho chương trình Tết và link chi tiết thì mình sẽ để phía bên dưới video. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Và cái điểm đầu tiên khiến mình bắt đầu có cái suy nghĩ là hay là mình mua ghế công thái học nhỉ? Đó chính là về thiết kế bên ngoài của chiếc Hyperwork này. Các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là với một cái màu sắc rất là trendy. Bên cạnh đó thì form dáng của nó cực kỳ nhỏ gọn các bạn ạ. Nhỏ gọn hơn rất nhiều so với một số dòng ghế công thái học trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là EP1 hay là đối với Warrior chẳng hạn đó. Thì mình cảm nhận thích cái sự nhỏ gọn này hơn, thích cái sự gọn gàng này hơn. Và đó chính là cái lý do mà mình bắt đầu có cái suy nghĩ là mình có nên mua ghế công thái học không. Và cái màu sắc ấy thì như mình nói trên đúng không mọi người, màu xám này, trắng và đen kết hợp rất hoàn hảo. Nên là khi mà mình decor vào cái phòng làm việc của mình ở nhà cũng là tông màu xám này, hoặc là trên công ty cũng là tông màu xám, thì mình thấy rằng là nó cực kỳ fit. Nên là mình đã xuống tiền ngay để có thể sở hữu một cái sự đẹp như thế này. Và không chỉ dừng lại ở cái sự đẹp và mình còn mua vì rất nhiều yếu tố khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá yếu tố thứ hai khiến cho mình phải mua chiếc Hyperwork này nhá. Và điểm thứ hai mình nghĩ rằng là khi mà bất kỳ ai mua cái công thái học cũng quan tâm, đó chính là về phần lưới của phần đệm mông cũng như là đệm lưng. Thì đầu tiên mình nhìn vào lần đầu tiên ấy thì mình tưởng là nó được làm bằng chất liệu vải cơ các bạn. Nhưng mà dường như là không phải, bởi vì theo thông số của nhà sản xuất thì đây là chất liệu lưới Taiwan Mesh. Với cái chất liệu này thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là nó được tạo nên bởi những cái đường lưới rất là chắc chắn. Và đặc biệt này, các bạn nhìn độ đàn hồi của nó cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, nó không có bị cứng quá nhưng mà nó cũng không bị quá mềm, quá eo ạt đấy, để tạo cho mình một cái cảm giác nhão khi mà các bạn sử dụng. Bên cạnh đó thì về cái độ bền của chất liệu lưới này thì mình không quá chắc chắn, bởi vì là mình phải dùng một thời gian nữa thì mình mới có thể khẳng định được. Nhưng mà với lần đầu tiên khi mà ngồi thử thôi thì mình đã cảm thấy rất là thoải mái rồi. Các bạn nhìn độ đàn hồi này cực kỳ tốt luôn, và không quá bị lún sâu khi mà sử dụng. Đặc biệt là những cái thiết kế hình quả trám như thế này đan vào nhau rất là ấn tượng cho cá nhân mình khi mà mình nhìn vào về thẩm mỹ của những chiếc lưới này luôn. Về cái sự thoải mái của một chiếc ghế công thái học thì mình nghĩ rằng là nó là một cái điều cần phải có rồi. Nhưng mà cái điểm mà mình cảm thấy ấn tượng không kém đó chính là về cái phần viền đệm của phần đệm mông ấy các bạn. Nó được viền bằng một cái chất mút, nên là khi mà các bạn ngồi ấy, thì các bạn cảm thấy là nó rất là êm, nó không bị quá cứng, nhưng mà nó cũng không bị phải một cái mút mà nó rất là mềm ấy. Thì nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là êm ái, thoải mái và dễ chịu, đặc biệt là đàn hồi cực tốt các bạn. Đó, nên là cái điểm này thì mình cũng coi như là một cái điểm cộng về những cái chi tiết rất nhỏ trên chiếc ghế Hyperwork này. Và sau khi chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã thoải mái ở phần mông rồi, các phần đệm cũng được làm rất là mềm mại, rất là êm ái cho các bạn có thể thoải mái ngồi lên một cách thư thái rồi, thì các bạn thấy được rằng phần kê tay mình nghĩ là cũng có khá là nhiều bạn quan tâm. Nhưng mà phần kê tay của sản phẩm này thì nó sẽ chỉ nâng lên hạ xuống một cách đơn giản thôi, mà không có thể xoay chuyển được giống như EP1 đó. Và đối với cá nhân mình thì mình cũng không sử dụng quá nhiều đến cái tính năng gọi là xoay như vậy, nên là mình nghĩ rằng là một chiếc ghế mà nó được trang bị nâng lên hạ xuống như thế này là đủ rồi. Cái điểm tiểu tiết mình cũng ấn tượng không kém trên chiếc Hyperwork này đó chính là phần lớp PU được phủ lên phía trên của phần kê tay. Nó tạo cho mình một cảm giác rất là mịn màng và êm ái luôn, không bị cảm giác là mình đang đặt tay lên cái chất liệu nhựa đâu các bạn ạ. Rất là thoải mái và thực sự đây cũng là một cái điểm mà cho thấy rằng là Hyperwork thực sự rất là quan tâm đến trải nghiệm người dùng luôn. Dành cho những ai mà đang phân vân rằng là mình béo, gầy, cao, thấp có ngồi được cái chiếc ghế này không, thì có một cái điểm mà mình thấy rằng là nó cũng khá là ổn, đó chính là cái phần lưng này các bạn. Phần lưng này này, chúng ta sẽ có thể cho nhỏ thấp lại, ngắn lại hoặc là cho dài ra thì đều được, rất là đơn giản thôi. Đây chúng ta sẽ có thể nhìn thấy, mình mô tả luôn cho mọi người nha. Bây giờ thì mình đã không tiện ngồi nên là mình sẽ kéo luôn cho các bạn, giữ chân ở đây kéo luôn cho các bạn xem nhá. Đó, hạ xuống thì nó sẽ hạ luôn cái mức độ kéo giãn của các bạn. Đó, nên là mình cảm thấy là cái việc mà phù hợp với đa đối tượng
đa cái thể loại ngoại hình khác nhau thì nó sẽ rất là phù hợp để cho các bạn sử dụng chiếc ghế Hyperwork này. Ngoài ra thì phần lưng các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là nó được làm với những cái đường nét rất là sexy, phù hợp với cái đường cong của cuộc sống của các bạn. Nên là khi mà các bạn ngồi thì cực kỳ thoải mái và dễ chịu trên cái chiếc ghế này luôn. Không phải là mình mua chiếc ghế này nên là mình kiểu sâu da đâu, nhưng mà thực sự khi mà các bạn ngồi vào nó sẽ bo sát cái phần lưng của các bạn ấy, nên là tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái. Và cái phần trên bả vai của mình ấy thì nó cũng được đệm một cái lớp mút như thế này, nên là những cái phần mà trọng điểm thì nó đều có một cái phần mút tựa để các bạn có thể cảm giác là mình sẽ không bị tựa vào một cái vật nhựa rất là cứng ấy, rất là khó chịu. Và quay trở lại phần lên trên một chút thì mình cảm thấy là đây là một cái điểm mà nó tạo nên một cái sự khác biệt giữa ghế công thái học và ghế gaming. Đó chính là cái phần kê ở cổ của chúng ta như này. Các bạn biết được là khi mà chúng ta ngồi ấy thì cái phần cổ của chúng ta toát ra rất là nhiều mồ hôi. Và nếu như các bạn nào mà thích sử dụng ghế gaming ấy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái mồ hôi này mà tác động với cái da ghế gaming thì nó tạo nên một cái mùi rất là khó chịu rồi, đúng không? Thì cái phần đệm cổ của các bạn cũng được làm bằng chất liệu lưới giống như ở phần đệm mông và đệm lưng, nên là nó vẫn tạo được một cái độ thông thoáng nhất định. Và khi mà các bạn dùng thì khi có ra mồ hôi đi chăng nữa thì nó vẫn tạo nên một cái mùi hương nó không quá khó chịu cho mọi người nha. Và một điểm nữa đó chính là cái phần đệm cổ này của các bạn ấy thì nó sẽ có thể xoay được này, điều chỉnh phù hợp với cái mức độ cao thấp của mọi người á. Đó, thì nó sẽ rất là dễ dàng cho các tư thế của mọi người thôi. Và cái này thì nó là điều chỉnh theo dạng gọi là cứ kéo lên là sẽ điều chỉnh được, chứ không phải là cái kiểu dạng khớp các bạn ạ. Dạng khớp thì mình thấy hơi rén khi mà mình điều chỉnh, bởi vì mình cứ điều chỉnh là mình thấy kêu, nên là mình rất sợ là nó gãy. Và mình thích cái kiểu điều chỉnh một cách nhẹ nhàng và tình cảm như này hơn. Và tổng kết lại về mức độ thoải mái hay là thông thoáng, dễ chịu và dễ vệ sinh trên chiếc ghế Hyperwork này thì mình đánh giá cực kỳ cao. Bởi vì cái chất liệu lưới này các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là nó cực kỳ là đàn hồi và rất là êm ái, đặc biệt là rất dễ vệ sinh. Nên là các bạn hãy yên tâm về cái vấn đề vệ sinh hay là vấn đề gọi là êm ái hay là vừa vặn với cơ thể các bạn hay không trên chiếc ghế Hyperwork này nhá. Sau khi chúng ta đã qua con mắt đẹp đẽ rồi, sau đó thì chúng ta đến một cái vòng gọi là thoải mái dễ chịu thì rất là ổn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chắc chắn khi mà sử dụng. Thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng này, thì đối với phần chân và bánh xe lăn của chiếc ghế Hyperwork này, và khi mà mình mang chiếc ghế này về thì ngay lập tức mình đã phải hỏi mọi người là cái phần bánh xe này có thể điều chỉnh một cách gọi là nó ngưng lại được không, tức là nó có khớp điều chỉnh để giữ không. Thì dường như là không các bạn ạ. Và mình khá là lo lắng vì điều đó, bởi vì là ở nhà mình thì có nuôi động vật, nên là khi mà mình có động vật nó có nhảy lên chơi, ví dụ những con mèo nhà mình á, nó có nhảy lên ghế chẳng hạn thì nó xô ghế ấy, và mình ngồi cạnh thì có thể là bị kẹt chân. Khi mà mình ngồi thực tế và sờ trực tiếp ấy thì cái trên chiếc bánh xe này nó được phủ một lớp PU nữa, nên là khi mà các bạn di chuyển nhá thì nó sẽ không bị trơn quá đâu. Nên là các bạn cũng hãy yên tâm về cái vấn đề đó. Và bên cạnh nữa là cái bánh xe này nó sẽ không gây tiếng động khó chịu khi các bạn di chuyển. Các bạn thấy này, nghe này, rất là êm luôn mọi người, không hề có cái tiếng gọi là lọc sọc khó chịu đâu. Nên là khi mà mình di chuyển bằng chiếc ghế này thì mình cũng rất thoải mái và tự nhiên, dù có môi trường làm việc yên tĩnh thì nó vẫn rất là ổn nha. Và quay trở lại đối với phần chân của chiếc ghế này thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là nó được làm bằng chất liệu nhôm rất là cứng cáp, và khi mà mình có tác động đặt tay hay là đặt chân lên ý thì nó khá là mát mẻ và thoải mái, mịn màng. Còn về cái màu sắc của cái phần chân đế này thì mình đang chưa thích lắm, bởi vì là nó chưa fit được lắm với cái màu đen, màu trắng hay là đối với cái màu xám này. Nhưng mà nói chung là cái này cũng tùy sở thích từng người thôi, đảm bảo được độ bền bỉ là được, đúng không mọi người? Và đến phần piston ấy thì nó có một cái sự nâng hạ rất là êm, không gây những cái tiếng gọi là khó chịu hay là khó khăn khi mà các bạn sử dụng. Nhưng mà để mà đánh giá rõ ràng hơn ấy, thì mình sẽ cần phải có thời gian để trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà đầu tiên cái cảm giác ban đầu vẫn là êm ái và dễ dàng sử dụng đã. Và tổng kết lại thì đối với chiếc Hyperwork này trong phân khúc giá 4 triệu thì có những cái ưu và nhược điểm như thế nào? Đầu tiên thì ưu điểm nhá, đó chính là về cái việc mà nó được làm bằng cái chất liệu lưới, nó rất là êm ái, dễ chịu và độ co giãn vừa phải. Bên cạnh đó thì những cái chi tiết được làm rất là thấu hiểu người dùng, ví dụ như là phần PU ở kê tay hoặc là cái phần đệm mút ở ghế này. Đó,
thì những cái chi tiết này mình đánh giá rất cao. Ngoài ra nhá, thì nó có một cái màu sắc rất là đẹp, có thể fit với mọi môi trường làm việc của mọi người. Nó rất là nhỏ gọn, dễ dàng cho các bạn có thể đi lại di chuyển, hoặc là các bạn có thể fit với mọi góc làm việc của mọi người. Thì đây là một cái điểm về bên ngoài mà mình đánh giá rất cao ở chiếc Hyperwork này, có thể coi là đẹp nhất trong phân khúc dưới 4 triệu các bạn ạ. Và điểm cộng thứ ba đó chính là ngồi thì rất là thoải mái các bạn ạ. Rất là thoải mái, dù bạn có cao, gầy, béo hay là thấp đi chăng nữa, rất là thoải mái cho các bạn có thể ngồi và làm việc. Và bên cạnh đó thì điểm mà mình cảm thấy thích nữa đó chính là phần bánh xe. Mình có thể di chuyển mà không gây bất kỳ một tiếng động nào, rất là êm và không bị kiểu quá trơn đâu các bạn ạ. Đó là những cái điểm mà mình cảm thấy thích thú. Vậy điểm mà mình cảm thấy chưa ưng ý lắm là điều gì? Nếu nói về điểm mà mình cảm thấy chưa thích lắm thì đối với mức lương khoảng tầm dưới 10 triệu khi mà các bạn mua chiếc ghế này thì cũng khá là đắt đỏ và đắn đo. Nhưng mà các bạn hãy nhớ nghĩ về lâu về dài, nếu như mà chúng ta còn sử dụng rất nhiều năm nữa thì mình nghĩ rằng cũng khá là hợp lý. Và điểm thứ hai đó chính là phần đệm mông thì cũng khá là thoáng mát và dễ chịu, êm ái khi ngồi. Nhưng mà không biết là đối với những cái con vật như là nhà mình có nuôi mèo chẳng hạn, có ví dụ như là có xoẹt xoẹt vài đường trên cái ghế này thì có làm sao hay không, thì mình sẽ kiểm chứng sau cho các bạn. Còn cuối cùng đó chính là về vấn đề gọi là cái phần chân đế của nó, thì màu hơi chưa được đẹp cho lắm, chưa được fit cho lắm với cái toàn bộ thân của cái chiếc ghế này. Đó, còn lại thì mình kèo cảm thấy là trong tầm giá khoảng tầm 4 triệu thì đây là một chiếc ghế đảm bảo được tính nhỏ gọn này, nhẹ nhàng này, có thể dễ dàng cho các bạn một cái cảm giác thoải mái và dễ chịu khi sử dụng. Thì hãy nhớ sở hữu cho mình một chiếc ghế công thái học để có thể thoải mái và dễ chịu hơn trong quá trình làm việc cũng như là sáng tạo nhé. Và ngày hôm nay mình đã mang đến cho các bạn một sự đánh giá nhanh chiếc Hyperwork với mức giá 4 triệu này rồi. Và các bạn nghĩ sao về chiếc ghế này và có chia sẻ gì hay không thì các bạn cũng hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video. Và nếu các bạn thấy hay thì đương nhiên rồi, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Bye bye.